Hello cả nhà, hôm nay mình đến thăm Đại Nội Huế và đây là bản táo một mô hình về việc đúc tiền đồng. Tích yếu nội dung bộ hộ bao, hôm trước bố thần đã trình bày các hạng đồng tại kho gồm 13 vòng 77 căn, xin trích ra đúc các hạng tiền đồng nếu được phê chuẩn do bộ thần lại theo hạng tính toán tham khảo đúc tiền đồng tiền cảnh chờ đúc thử rồi định ra cách thức. Vân được cho phê hải đúc lụa tiền 6 phân, sau đó lại được quan sát việc chia ra 13 vạn căn đồng phải cân nhắc tính toán lưu lại để dùng cho đủ. Vài lần này đúc tiền đồng nên chi khoảng trên dưới 700 vạn căn cũng được. Chúng thần đỏ văn sức thúc giục thợ đúc tiền là cấp tên phó lò phụ lò chắc vấn rõ ràng tỉ mỉ tất cả hạng đồng nào nên chi không kèm tráng là bao nhiêu tiền hạng mà tính toán theo từng vòng được kê như sau. Kê ra hạng thứ nhất mỗi 100 căn thì dùng 50 căn đồng hộ mà căn kèm tráng. Hạng thứ hai mỗi 100 căn thì dùng 7 căn đồng và 4 căn kèm tráng. Họ thấy qua 4 căn thì dùng 65 căn đồng và 35 căn kèm tráng. Thời gian 29 tháng 4 thiệu trị một tốn 4 lạng về việc cho cháu phá lúa, xin điều chỉnh thời gian số lượng thế phải nập tại tỉnh Lạng Sơn Cao Bằng. Bản táo của bộ lại, bản táo của bộ công về việc sửa chữa tàu thuyền đã quá thời hạn tu bổ. Việc tu bổ đường xá năm Thần Thái 18/1906. Bản táo của bộ hình về việc phóng thích tội phạm già yếu có con hiếu nghĩa, nhận quà riêng và xét xử trọng phạm. Bản táo của bộ lễ tức là bộ giáo dục, bản khải của quan viên bộ lễ kính về việc diệt sách vàng, về việc xin chuyển ngày giờ làm lễ ăn tiếng điện Long An năm 1849-1841. Bản táo của bộ binh về việc tiễn quân lính năm Minh Mạng 1826, về việc ngự diệt biển bình của năm tỉnh lớn miền Bắc năm Thiệu Trị 1842. Bộ công trường đăng đại nội, đại nội Huế. Bộ hộ thời Nguyễn giữ chính sách điền phủ nhân khẩu tiền thóc kho tàng bổng lộc thế quá lương bổng mua sắm binh khí điều hòa nguồn của cả nhà nước tương đương bộ tài chính, bộ tài nguyên môi trường, bộ công thương, bộ kế hoạch đầu tư ngày nay một trong năm bộ lớn. Dưới thời của Phạm Phú Thứ, Thượng thư Đoàn Đình Diệp, Thượng thư Bộ Hình Câu, Thượng thư Bộ Hộ Phạm Phú Thứ, ông Nguyên Hà Nội, Quảng Nam, Bộ Công Bộ binh, bộ lại, bộ lễ, bộ công, bộ hộ. Sáu bộ bao gồm sáu bộ bye bye cả nhà, hẹn gặp lại. Yeah.